Tô Dần để sổng cá gọc, ngài bộ trưởng thừa bạo lực nhưng thiếu tính toán. Thời Tô Lâm nắm quyền Bộ Công an cũng là thời mà những nhân vật cộm cán sổng chuồng trốn ra nước ngoài nhiều nhất. Những trường hợp có thể kể ra như ông Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc PVTech Đình Vũ, Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, Bùi Quang Huy, cựu giám đốc Nhật Cường Mobile, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IEC, vân vân. Việc có nhiều người trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh bắt, điều đó cho thấy công tác bảo mật thông tin điều tra tội phạm của ngành công an có vấn đề nghiêm trọng. Phải có người từ bên trong để lọt tin ra ngoài thì những người này mới biết mà cao chạy xa bay. Việc để con mồi trốn thoát, bắt lại sẽ rất khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần so với việc bắt giữ ngay lập tức, thậm chí là không thể. Ông Tô Lâm liên tục để sổng cá gọc. Việc để thông tin bị dò dỉ ra cho thấy Bộ Công an do ông Bộ trưởng Tô Lâm điều hành đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Tại sao không bảo mật cho tốt mà lại để thông tin lộ ra ngoài, rồi sau đó phải vất vả ra nước ngoài để mà bắt cóc? Từ đó dẫn đến hệ lụy rất nghiêm trọng là mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức cũng như với châu Âu, nhiều nước đã trở nên nhạt nhẽo, khiến cho nhiều doanh nghiệp hai bên rất vất vả trong việc kết nối kinh doanh. Để sổng ra rất nhiều cá gọc, nhưng Tô Lâm đã bắt được bao nhiêu người? Chỉ mới bắt cóc được có Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Sơn, còn những người khác thì đều bặt vô âm tín. Thậm chí hành động bắt cóc của Tô Lâm đã tạo điều kiện để có thể tìm được nơi ẩn náu tốt và an toàn hơn cho người khác. Đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng mối quan hệ sóng gió giữa Berlin và Hà Nội, đã ẩn nấp tại Đức, một nơi khá an toàn hiện nay. Làm Bộ trưởng Bộ Công an cần có sự tính toán hơn người. Nếu cần bảo mật thông tin điều tra thật tốt, cần có yếu tố bất ngờ khi chuẩn bị bắt giữ. Tuy nhiên, dưới bàn tay Tô Lâm thì dường như chẳng có bí mật nào giữ được cả. Mới đây, báo chí đã công khai đăng tin kêu gọi hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị cùng 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB tự giác ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Lại là bài kêu gọi đầu thú như công an đã làm với trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Để sổng cá gọc Nguyễn Thị Thanh Nhàn giờ làm sao bắt lại được đây? Ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng Tô Lâm và có vẻ như ông Trọng hài lòng với ông bộ trưởng này, bởi chỉ có Tô Lâm mới dám tổ chức bắt cóc người ở châu Âu đưa về Hà Nội cho ông. Xem ra có vẻ đây là công lao lớn, nhưng thực sự không phải vậy. Đây chỉ là hành động chuộc tội vì đã để cá gọc Trịnh Xuân Thanh sổng chuồng trước đó. Nếu không lỡ để con mồi sổng chuồng thì đâu phải vất vả đi bắt cóc người, để rồi giữa Việt Nam và Đức gặp khủng hoảng ngoại giao trong nhiều năm liền như thế. Tính ra ông Tô Lâm đã phá nhiều hơn xây. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có nhận ra điều này hay không? Cũng không biết hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB có phải là người có khả năng nhìn thấu tính toán của ông Tô Lâm như Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Nếu được như bà Nhàn thì e rằng không phải ông Tô Lâm vờn mồi, mà có khi lại vờn ông Tô Lâm mất. Nếu là một bộ trưởng có năng lực thì không thể để sổng quá nhiều có gọc như thế. Là bộ trưởng có năng lực thì phải giải quyết vấn đề gọn gẽ mà không để lại hậu quả. Nhìn Tô Lâm thì ắt biết với người bất đồng chính kiến, ông ta tỏ ra rất hung hăng. Nhưng với quan tham hay doanh nghiệp làm ăn phi pháp, cần phải bắt thì ông ta lại để sổng. Rồi khi ông ta giải quyết hậu quả do chính ông ta gây ra thì ông ta lại tiếp tục để lại những hậu quả khôn lường khác còn lớn hơn cả lần trước. Trường hợp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức là một ví dụ. Tô Lâm đã phá nhiều hơn xây. Với năng lực như thế thì làm sao khiến cho quan tham chùn tay cho được? Làm sao cho những đại gia làm ăn bất chính có thể sợ? Họ dễ dàng khai thác thông tin mật từ lính của ông Tô Lâm để có thể tiên liệu tình huống xấu rồi bỏ trốn khi có cơ hội. Như vậy không thể khiến người ta sợ mà chùn tay cho được.
Đảng Cộng sản Việt Nam có một ông Bộ trưởng Bộ Công an như Tô Lâm thì dễ dàng hỏng việc và dễ dàng mang tài mang tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Tô Dừng để sổng cá gọc, ngài Bộ trưởng thừa bạo lực nhưng thiếu tính toán. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Phong sát thành Bưởi, tướng Nam và bí thư Nên biến chính quyền thành tà quyền. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã lên tiếng về hành động tấn công vào doanh nghiệp vận tải hành khách Thành Bưởi. Trước đó, xe Thành Bưởi đã gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, thay vì xử lý sai phạm, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại cho tấn công vào doanh nghiệp. Việc xe khách gây tai nạn là chuyện về an toàn giao thông, mà mỗi ngày trên cả nước có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ khác nhau. Nếu cứ có hãng xe khách nào đó gây tai nạn thì lại tấn công vào doanh nghiệp như vậy, chắc chắn các công ty lữ hành ở Việt Nam đều đã tuyệt chủng hết rồi. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ra tay triệt hạ công ty Thành Bưởi. Đã nhiều năm tai nạn giao thông trở thành vấn đề quốc gia. Vấn nạn này có một nguyên nhân rất lớn đến từ phía chính quyền trong việc thả lỏng cho các trung tâm đăng kiểm tự tung tự tác. Các trường dạy lái xe mua bán bằng, cảnh sát giao thông thì ăn bẩn chấn lột của dân. Các trung tâm đăng kiểm thì mặc sức vòi tiền chủ xe để bỏ qua những lỗi nguy hiểm, bất chấp đó là những chiếc xe quá cũ hoặc xe cơi nới, có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nhưng cũng chính họ để hạch sách chủ nhân của xe mới, đảm bảo an toàn nhưng không chịu hối lộ cho cán bộ đăng kiểm. Ngành đăng kiểm đang bị thanh tra trên diện rộng và nhiều cuộc bắt bớ đã diễn ra. Nhưng điều này chỉ để chữa trị triệu chứng, không chữa trị được tận gốc của vấn đề. Tai nạn giao thông còn đến từ sự quản lý của các trung tâm sát hạch lái xe và bằng cấp khắp nơi. Tại các trung tâm này, việc bung tiền ra để chạy một tấm bằng lái ô tô là điều không khó. Kể cả bằng lái xe hạng nặng, nhiều người chỉ đi học chiếu lệ rồi bung tiền mua điểm. Có người thì cử người khác thi hộ, nhưng trung tâm sát hạch ăn tiền lại làm ngơ. Thậm chí có người bỏ tiền ra mua bằng lái mà chẳng cần đi học ngày nào. Hơn nữa, cảnh sát giao thông Việt Nam hầu hết đều không làm việc vì trách nhiệm, mà chỉ làm việc để kiếm cơm. Họ lập chốt khắp nơi để làm tiền người điều khiển phương tiện. Dù có phạm lỗi nặng, nhưng chỉ cần lót tay là lại tiếp tục được đi mà không bị xử phạt. Trong khi người lái xe an toàn, đúng luật, giấy tờ đầy đủ vẫn bị cảnh sát giao thông kiếm chuyện để mà moi bằng được tiền đút túi. Thông cáo báo chí của Thành Bưởi cho biết có doanh nghiệp gây ra tai nạn làm 6 người chết và 37 người bị thương nhưng vẫn được chính quyền làm ngơ. Tại sao thông cáo các nước khác trật tự mà giao thông Việt Nam thì lại hỗn loạn đến như vậy? Đừng đổ lỗi cho ý thức của người dân mà phải nêu ra đúng nguyên nhân của nó. Đó là do quản lý nhà nước thì tệ hại thì mới nuôi dưỡng cái ý thức kém cỏi của người dân phát triển. Đi đúng luật, xe đầy đủ giấy tờ vẫn bị hạch sách, trong khi xe chất lượng kém, chạy ẩu mà vẫn được cho qua, thì đó chẳng phải là dung dưỡng cho thói xấu phát triển hay sao? Trở lại câu chuyện Thành Bưởi, lý do mà công an thành phố Hồ Chí Minh tấn công, triệt hạ công ty này là hết sức vớ vẩn. Đó là không đưa rước khách tại bến xe mà rước khách tại điểm tập kết riêng của doanh nghiệp, có ghế và phục vụ cà phê trong thời gian chờ đợi. Với người dân, cách tổ chức, trung chuyển và tập kết hành khách về địa điểm riêng của công ty Thành Bưởi là rất khoa học, cũng như tạo ra sự thoải mái cho khách. Vậy mà họ lại bị tấn công bởi một thứ văn bản dưới luật hết sức vớ vẩn nào đấy. Ở Việt Nam, việc ra văn bản để ngăn cản một đối tượng này và tiếp tay cho đối tượng khác là chuyện không hề hiếm gặp. Nó là một loại tham nhũng chính sách, thậm chí là tham nhũng quyền lực. Ví dụ, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẽ ra suất đặc biệt cho mình để tự hưởng, nhưng lại đưa ra giới hạn về tuổi để loại bỏ đối thủ. Thì đấy là cách vẽ ra luật để mà tham nhũng quyền lực.
ở tầng thấp hơn thì có tham nhũng chính sách, dùng chính sách để bảo vệ doanh nghiệp này, triệt hạ doanh nghiệp khác. Qua vụ bắt bớ Ngọc Trinh và khám xét Thành Bưởi, tướng Nam đang cho thấy chính quyền này là một thế lực tà quyền. Hiện nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Thiếu tướng Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Hồng Nam đang vin vào một văn bản dưới luật để triệt hạ một doanh nghiệp, thì rõ ràng hai ông này đang biến chính quyền thành thế lực tà quyền. Họ muốn bắt ai thì bắt, muốn hạ ai thì hạ, chà đạp lên luật pháp và người dân đã không còn được công bằng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Phong sát Thành Bưởi, tướng Nam và Bí thư Nên biến chính quyền thành tà quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.